Phật giáo Nguyên Thủy có chia tông phái không? Sao con thấy có nơi đắp y màu nâu, không thắp nhang, còn ở quý sư đắp y vàng lại có thắp nhang? Xin thưa với quý vị, cái màu y là ở Việt Nam mình là đủ thứ màu. Ở Miến thì họ các vị đó, nó các vị có hai màu, một là màu măng cục, tức là giống như màu đỏ bầm, màu tím, màu đỏ bầm á. Hai á là màu vàng đất. Thì các vị ở rừng á thì các vị mặc y màu vàng đất, còn các vị không ở rừng thì thường các vị đó sẽ mặc y màu măng cục. Ở Thái thì hình như cũng như vậy, cũng có hai màu. Ở Campuchia thì có màu vàng cam. Thì cái sự khác biệt màu á, một phần là do ở vùng đất đó. Tại vì hồi xưa là do nhuộm y thì dùng cái lỗi cây hoặc là cái nhựa cây để nhuộm. Thì cái vùng nào cây nào nhiều thì dùng cây đó để nhuộm. Cho nên là nó ở vùng khác nhau thì sẽ có cái màu nó khác nhau. Còn có khi thì lại do cái lịch sử chiến tranh. Ví dụ như màu y măng cục á, là để phân biệt sư Thái Lan và sư Miến Điện trong giai đoạn chiến tranh của Miến Điện và Thái Lan. Còn Việt Nam mình thì đủ thứ màu, là do bây giờ ai muốn cúng y Thái thì cúng, ai muốn cúng y Miến thì cúng, ai muốn cúng y Campuchia thì cúng. Rồi đã vậy thì người Việt cũng may y nữa, mà may y thì kiểu quơ đại màu nào thì mình vớt màu đó. Cho nên là thực sự là không có cái màu y thống nhất. Hồi xưa thời Phật cũng đã không có màu thống nhất rồi.